Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Kim Motul. Lần trước ấy, thì mình cũng đã đi review và khui hộp cái mẫu sản phẩm là Sunvi. Như ở đây là mình có hai cái hộp Sunvi mình để hai bên. Để ở giữa là nó sẽ là hai cái hộp màu trắng ngọc trinh cực kỳ là đẹp. Rồi thì ở đây là mình đã có một cái hộp cực kỳ là đẹp màu ngọc trinh. Họ làm một cái hộp cực kỳ là phê, rất là đẹp luôn. Và ở trước mắt của các bạn đây nó chính là cái hộp Full Quay R1 bản mới nhất 2020-2021. Thì ở trên cái bản mới nhất này nó sẽ có những cái cải tiến gì và nó sẽ có cái điểm mạnh như thế nào, và bây giờ là chúng ta sẽ đi vào khui hộp cái sản phẩm này. Ở trước mắt các bạn thì ở đây nó sẽ in cái dòng chữ cực kỳ là to là Full Way R1 Plus hay còn gọi là M1 cộng, và ở đây là chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là sẽ là cái giá niêm yết của cái sản phẩm này ở bên thị trường Trung Quốc nó sẽ là 23.800 RMB đó, và ở đây nó sẽ có cái giải màu là 5.800 Kelvin. Ánh sáng 5.800 Kelvin này là theo như cái cảm nhận của mình là mình thích nhất ở trong cái phân khúc giải màu là từ 5.000 cho đến là 6.000 Kelvin. Thì cái ánh sáng màu 5.800 Kelvin này nó sẽ đưa ra cái màu ánh sáng mà không trắng quá mà nó cũng không vàng quá. Đại loại là cái phần ánh sáng này nó sẽ đưa ra cho mắt người là có cái cảm giác là nhìn đường tốt nhất có thể. Và không thể thiếu được một cái phần cực kỳ là quan trọng, đó chính là cái tem CBX. Ở đây nó sẽ có cái mã QR code, và cái phần bên dưới phần nhũ ở đây thì chúng ta sẽ có cái phần cào để check mã cũng như là check QR code của hàng chính hãng của cái công ty này. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ xem cái phần mặt hông của chúng ta. Ở đây nó cũng có chữ Full Way LED Headlight và xung quanh nó đều như thế. Về cái phần hộp này thì mình thấy là cái mẫu sản phẩm của cái hãng này họ đều làm những cái mẫu hộp dạng chung dạng kiểu như thế này, thì mình thấy là khá là đẹp và lịch sự. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi khui hộp cái sản phẩm này xem ở trong nó có những cái gì. Về cái phần thông số ở ngoài này nó không có cái gì cả, nó chỉ có một vài cái thông số mà nó là tiếng Trung Quốc thôi. Đó thì có rất nhiều anh em mà nói đến cái những cái thương hiệu mà đến từ Trung Quốc này thì có vẻ là không thích, nhưng mà anh em có thể biết là tất cả các mặt hàng trên thế giới hiện nay đều là do Trung Quốc sản xuất, kể cả từ những cái chiếc điện thoại iPhone mắc tiền được rất nhiều anh em săn đón, design thì của Mỹ nhưng sản xuất tại Trung Quốc, nó đều là made in China hết. Nhưng mà những cái dòng sản phẩm mà đến từ những cái thương hiệu lớn như thế này thì những cái thương hiệu này họ đã được khẳng định trên các thị trường rồi, và chúng ta sẽ là những cái khách hàng tiềm năng của họ, và chúng ta cứ yên tâm là sở hữu những cái chiếc bóng như thế này, có thể là lắp lên những cái chiếc xe máy cũng như là những cái chiếc ô tô cực kỳ là ok trong cái phân khúc và cũng như cái tầm giá nó cực kỳ là dễ chịu. Và bây giờ là mình sẽ khui hộp cái sản phẩm em này lên. Đó. Thì khui hộp cái sản phẩm này lên thì chúng ta sẽ thấy ở đây nó sẽ có hai cái quả bi ở trong cái hộp được bọc chống sốc khá là kỹ. Và bây giờ là mình sẽ nhấc những cái phụ kiện của em nó lên. Và trong cái túi phụ kiện này thì chúng ta sẽ vẫn như lần trước ở cái mẫu Sunvi kia thì chúng ta sẽ có những cái phụ kiện nó sẽ là tương đối là giống nhau. Ở đây nó sẽ có thêm một cái miếng cao su để khi mà chúng ta lắp vào những cái chiếc pha đèn của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ ốp này vào thì nó sẽ không bị xước mà nó sẽ là cách nước. Và ở trong này họ sẽ tặng kèm cho chúng ta những cái pad như thế này, chân H4, chân H7 và chân H1. Thì những cái mẫu chân chung như thế này thì đại đa số các cái loại xe hơi nó đều có những cái mẫu chân dạng kiểu như thế này, thì chúng ta có thể là lắp vừa được như nhau. Chân 9905 hay là HB3, HB4 đều vừa hết nhá. Rồi, và tiếp theo là chúng ta sẽ nhấc một cái quả bi này ra. Thì ở trong này nó sẽ có hai quả giống nhau, thì mình sẽ nhấc một quả bất kỳ. Đó, và ở trong này nó có thêm một cái gì đó. Ở trong này thì người ta sẽ có thêm một cái tem CBX nhỏ nhỏ ở đây. Và người ta có tặng kèm thêm cho chúng ta mấy quả pháo. Nói đùa với các bạn thôi, đây không phải là mấy quả pháo mà đây nó sẽ chính là những cái tụ. Đó, những cái tụ này có điện áp là 16V và 4700mi. Thì thực ra thì đối với lại những cái chiếc xe ô tô ấy, thì cũng không cần thiết phải lắp những cái phần tụ như thế này. Thì những cái phần tụ này là nên lắp cho những cái chiếc xe máy. Vì những cái chiếc xe máy thì khi chúng ta lắp lên những cái chiếc xe máy ấy, thì cái phần điện ở trên những cái chiếc xe máy đó nó không được đảm bảo cho lắm, thì chúng ta nên lắp những cái phần tụ như này để nó sẽ nắn dòng cho cái bóng của chúng ta nó sở hữu, nó ăn những cái dòng điện chuẩn là 12V, điện một chiều chuẩn chứ không bị là điện một chiều lẫn. Đó, ở trong túi trong hộp của nó hết mất rồi. Hết rồi các bạn. Rồi thì bây giờ là mình sẽ đi khui cái nhân vật chính của chúng ta ở đây, được bọc trong cái lớp áo mưa. Đó là cái túi ni lông của chúng ta ở đây. Đó, thì chúng ta có thể là chiêm ngưỡng một vòng cái sản phẩm này. Có cái thiết kế khá là đẹp, design khá là đẹp, màu đen tuyền, màu đen sần nhá. Khá là ok. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ đi nhìn từ mặt trước vào. Mặt tiền em này khá là sáng lạ, có cái con mắt rộng đến 3 inch, khá là đẹp. Và cái phần bát ở đây được làm bằng nhựa sơn sần. Đó, cực kỳ là ok.
Ở cái phần bên dưới này chúng ta có thể nhìn thấy cái phần hở khá là rộng. Tông hống ở đây nó chính là cái phần đóng mở màn chập. Cơ chế màn chập là 540 500 điện. Khi chúng ta bật chế độ pha lên thì cái phần 500 điện này nó sẽ được hút và nó sẽ đóng mở màn chập ở đây. Cơ chế cực kỳ là đơn giản, chả có cái gì cả. Rồi và tiếp theo, cái phần trên này thì chúng ta có thể nhìn thấy sẽ có một cái nõn bằng nhựa si. Cái này người ta làm bằng chất liệu là sần cho nên là nhìn khá là đẹp. Và những cái con ốc ở trên những cái phần này thì mình thấy người ta làm bằng ốc lục giác, nhìn khá là chất. Rồi về cái phần dưới này thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái quạt khá là to. Và cái sản phẩm này là mình đã lắp rất nhiều và mình đã test rất nhiều rồi. Nhưng ở cái phần này, cái quạt này nó đưa ra một cái công suất quạt khá là lớn, cho nên là cái bi này rất là mát nhưng mà ngược lại là rất là êm anh em nhé. Nó quay rất là tít nhưng lại rất là êm. Đó, rất là hay ở cái sản phẩm này. Và cái phần chip LED nó được làm mát tốt như thế thì cái phần ánh sáng nó đưa ra cái phần bi này sẽ là cực kỳ là đều và ổn định. Nó không bị hiện tượng là quá nhiệt, nó không bị thay đổi màu, sai lệch màu do là cái nhiệt độ của cái bi nó nóng quá nó sẽ gây sai lệch màu. Nhưng cái bi này rất là mát, cực kỳ là ok. Đó thì kinh nghiệm chọn bi là những cái loại bi nào mà nó đưa ra cái phần thân này nó mát thì những cái phần bi đó cái ánh sáng nó cực kỳ là đảm bảo ổn định lâu dài. Và cái phần thân ở đằng sau này chúng ta có thể thấy là người ta làm bằng chất liệu là nhôm phay CNC, cũng là sần luôn, khá là đẹp. Và cái phần part này thì ở đây là mình thấy họ đục cực kỳ là nhiều lỗ, thì anh em có thể là bắt vào những cái lỗ nào cũng được khi mà độ chế như thế là khá là dễ và ok. Và cái phần part này mình thấy là người ta làm rất là dày, dày cực kỳ luôn. Đó, anh em thấy rất là dày, dày cực kỳ luôn, nó dày đến 4 mm, cực kỳ là dày. Về cái phần part mà nó dày như này thì nó sẽ giá đỡ cho cái phần bi này cực kỳ ok. Mình thấy nó dày quá mức có thể. Và cái phần đằng sau này cực kỳ là hay và cũng cực kỳ là quan trọng đối với những anh em mà thích lắp zin. Đó thì anh em thì thấy ở đây người ta in cái chữ là full way L1 hoàn toàn là vằn gì đằng sau này thì mình không biết. Thì ở đây là nó sẽ có những cái con ốc để bắt. Đó, thì anh em thì thấy ở đây nó có những con ốc để bắt. Về cái bi này nó sẽ có hai chế độ lắp khác nhau. Thứ nhất là anh em muốn lắp zin thì chúng ta sẽ để nguyên zin như thế này. Thì chúng ta sẽ tháo cái bóng zin ở trên những cái pha đèn của những cái chiếc ô tô hay là những cái chiếc xe máy mà có cái chiếc pha mà to tương đương để nhét vừa những cái phần bi này. Thì chúng ta chỉ cần đút nó vào cái phần pha zin ở trên cái xe của các bạn và chúng ta bắt ốc lại là xong, nó sẽ giữ cố định cái phần bi như thế này. Thì lúc này thì chúng ta chỉ cần lắp chụp ở đằng trước này là xong. Và ở đây nó sẽ có thêm một cái phần nữa khá là hay đối với lại những cái chiếc xe mà dạng kiểu xe Way hay là xe X135 mà đời đầu ấy, đầu nó nhỏ nhỏ nó ngắn ấy. Thì chúng ta có thể là tháo những cái con ốc này ra để chúng ta bỏ cái phần đuôi này ra, thì lúc này thì cái chiều dài nó được giảm đi những 2,5 mm. Đó thì anh em thì thấy là cái phần đây nó sẽ từ đây ra đây nó khá là dài, thì chúng ta lắp vào những cái xe đầu ngắn như thế thì chúng ta có thể tháo những bốn con ốc ở đây ra là chúng ta sẽ được cái phần bi nó rất là ngắn rồi, vì cái phần quạt của con này nó nằm ở dưới này cho nên là cái độ đằng sau này chúng ta có thể tùy biến được. Đó thì mình thấy cái phần ánh sáng của cái bi này đưa ra khá là ok. Và cái phần ánh sáng này theo như cái hộp này họ in nó sẽ là đưa ra là màu 5800 Kelvin, thì cái màu 5800 này nó sẽ là cái màu ánh sáng màu ngà ngà. Thì trong cái giải màu là từ 5000 cho đến màu 6000 thì mình thích cái giải màu mà gần 6000 hơn là ánh sáng màu 6000. Thì nó sẽ đưa xuống mặt đường có cái giải màu như thế thì chúng ta đi nó sẽ là bám đường tốt vào những cái ngày mà mưa này, những cái ngày mà có sương này thì nó sẽ bám đường tốt hơn. Đó. Thì cái sản phẩm này thì nó sẽ có cái mức ánh sáng nó chiếu xuống mặt đường nó lên đến là 5800 lumen. Thì cái phần ánh sáng như thế là mình thấy khá là ok khi mà người ta đo ở cái mức là 20 m. Mà cái phần ánh sáng nó đã vẫn đạt được là 5800 lumen thì mình thấy khá là ok. Về cái mẫu này với mẫu FBX thì nó sẽ có cái thông số tương đương giống nhau. Về cái con này thì nó sẽ có cái công suất là nhẹ hơn cái con FBX. Đó, cái con Full Wave L1 này nó sẽ có cái công suất là chỉ có là 45W thôi. Ở chế độ max công suất và cái chế độ thường khi mà chúng ta bật code nó chỉ có 40W và khi bật max nó sẽ là 45W. Thì mình thấy là khá là ok. Những cái chiếc xe máy mà yếu sinh lý như những cái chiếc xe Way thì chúng ta độ những cái phần bi như này vào thì nó sẽ không gây hao điện bình của các bạn, thì các bạn đi nó sẽ ok hơn. Đó, và ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy là nó sẽ có bốn cái dây chính thò ra đây, thì sẽ có một dây đỏ một dây đen to hơn thì nó sẽ là dây cấp điện chính cho cái phần chip LED cũng như là cái phần quạt của chúng ta ở đây nó hoạt động để nó làm mát giải nhiệt cho cái phần bi này. Và ở đây nó sẽ có thêm hai cái phần dây màu đen nhỏ hơn ở đây thì nó sẽ là cái dây để đóng mở cái màn chập, thì khi chúng ta bật chế độ pha cốt thì cái phần màn chập này nó sẽ đóng mở, nó sẽ thay đổi chế độ pha cốt. Đó thì anh em thể nhìn thấy từ cái phần đằng sau đằng dưới này nhìn lên thì anh em nhìn thấy là cái phần bầu nõn ở cái phía nhựa si ở đằng trong này thì người ta gia công cực kỳ là đẹp sắc sảo. Đó, về cái chất liệu mạ của cái mẫu bi này mình thấy là khá là ok.
cái ánh của cái si này nó đưa lên đập vào mắt mình thấy nó bóng loáng luôn, nó không có cái độ lem nhem sần sùi gì cả. Thì những cái phần gia công của xung quanh cái phần bi này là mình thấy người ta làm khá là chỉnh chu. Những cái máy móc mà chế tạo ra những cái phần bi như này thì mình thấy là nó cũng là công nghệ cao cấp tối tân rồi đấy, chứ không phải là công nghệ thô sơ gì cả. Cho nên nó họ đưa ra được những cái phần bi mà có cái mức gia công chi tiết sắc sảo khá là cao ở đây. Và ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái mã. Cái mã này thì mình cũng không rõ là cái mã seri đánh số thứ tự hay là mã như thế nào. Về cái phần bi này thì chúng ta được bảo hành là 15 tháng, lỗi đổi mới. Nó cực kỳ là yên tâm cho những cái mẫu bi như thế này. Và bây giờ là mình sẽ đi test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu này cho anh em coi. Đó, nếu như anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với mình theo cái số điện thoại mình sẽ để ở góc màn hình ấy. Thì anh em liên hệ với mình thì bên mình sẽ ship hàng trên toàn quốc. Cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi.